phát triển các sản phẩm phù hợp với xu hướng của nền nông nghiệp hiện đại, thân thiện với môi trường. Công ty cổ phần Super Food Phát và Hóa chất Lâm Thao đã cho ra mắt sản phẩm phân bón chuyên dùng cho cây cà phê, cây lâm nghiệp và phân bón nông nghiệp đô thị. Trong thời gian qua, doanh nghiệp này đã phối hợp với Viện Thổ nhưỡng Nông hóa tiến hành khảo nghiệm phân bón chuyên dùng cho từng cây trồng cụ thể. Trong đó, khảo nghiệm trên 60 vườn cây cà phê tại khu vực Tây Nguyên. Kết quả cho thấy công thức bón phân chuyên dùng của Lâm Thao đặc biệt thích hợp với từng loại cây trồng khác nhau, cũng như đối với cây cà phê đem lại hiệu quả cao về năng suất, chất lượng. Dịp này doanh nghiệp cũng đưa ra thị trường sản phẩm phân bón nông nghiệp đô thị có tiện ích trong sử dụng, bảo quản theo mô hình nông nghiệp đô thị. Để mà nâng cao cái hiệu quả năng suất và vẫn đảm bảo được môi trường thì cái vấn đề là phải tìm được cái phân bón chuyên dụng có tỷ lệ dinh dưỡng cân đối phù hợp, tối ưu hợp lý với từng loại cây. Và vấn đề thứ hai là chúng tôi bổ sung lại những cái chất mà có hỗ trợ cải tạo đất, ví dụ như là chất hữu cơ và thứ hai là các loại vi sinh vật. Những năm qua thì bên dòng cạnh những cái dòng sản phẩm là hữu cơ rồi dòng sản phẩm vi sinh thì chúng tôi để mà thiết kế tạo ra một cái sản phẩm phân bón tối ưu và phù hợp với lại từng loại cây trồng thì năm nay chúng tôi đã ra mắt các sản phẩm chuyên dùng cho các loại cây trồng. Cụ thể là chúng tôi đã ra mắt được cho sản phẩm chuyên dùng cho cây cà phê mùa mưa mùa khô. Thứ hai là sản phẩm chuyên dùng cho cây lâm nghiệp. Không chỉ là doanh nghiệp tiên phong trong phát triển sản phẩm phân bón mới, phân bón chuyên dùng, doanh nghiệp còn luôn đi đầu trong việc thay đổi, cải tiến mẫu mã bao bì sản phẩm. Các loại chất liệu bao bì từ bao PP in nhãn đơn giản được chuyển sang bao PP ghép màng OPP in ảnh. Với việc nâng cấp chất lượng bao bì đã khẳng định bước tiến quan trọng trong việc nâng cao giá trị thương hiệu và tăng độ nhận diện của người tiêu dùng với sản phẩm phân bón Lâm Thao. Trong thời gian tới, bên cạnh việc duy trì giữ vững chất lượng sản phẩm phân bón truyền thống, doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh sản xuất và phát triển các sản phẩm mới, sản phẩm phân bón chuyên dùng, đồng thời tăng cường chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và các mô hình trình diễn sử dụng phân bón để giúp nông dân nắm vững phương pháp sử dụng, nâng cao năng suất, tăng thu nhập và gia tăng giá trị cho các sản phẩm cây trồng.